Hello bạn, hôm nay mình sẽ tô màu nha bạn. Sẽ tô màu. Tô màu về vấn đề gì? Vấn đề là xây dựng. Vấn đề là công an nha bạn. Đây công an, mình chọn công an nha bạn. Mình sẽ tô cây gậy này trước. Mình sẽ tô cái nón của công an trước. Màu vàng. Nón tao màu xanh mà. Né. Tôi nói cái nón mà tôi màu gì Nguyên? Xanh. Nói giới thiệu lên. Đây là màu xanh, mình đang tô màu xanh nha bạn. Màu xanh tô cái gì? Cái nón. Đồ đẹp đừng lên ra ngoài nha. Đẹp. Tô không đen nha bạn. Còn đen cái gì? Cái nón hả? Nón. Cái mũi nón. Cái mũi. Ủa? Cái miệng nón à? Miệng nón. Mình sẽ chân màu cho bạn coi. Màu đen hả? Cái quần màu đen. Ừ, tiếp tục cái màu đen luôn, tóc màu đen luôn. Trên lớp trường con học rất mạnh mà có công an nhiều lắm kìa. Ở trong trường học con á. Chuyện mài màu đen nè. Màu đen. Cái quần đó Nguyên. Đừng có lem nha, tô nó họ là kỹ vào không có lem. Xanh, nón xanh, đôi dép xanh luôn. Giống như đường hồ. Xanh hết luôn. Cái này đường hồ á cha. Mình sẽ tô màu đỏ. Màu đỏ là cái gì? Nón. Cái miệng hả? Dạ. Ừ. Màu đỏ giống như chung môi. Ở trên chân môi cho ơi, chú môi. Đây là cảnh sát bụi nha bạn. Nó vậy, cảnh sát là cảnh kỹ. Đó. Cảnh sát không à. Rồi tiếp tục cái áo. Vậy, da. Màu da hả?
chị. Nghe nè, đầu dây nịt phải không? Dạ. Nó đang nó chơi. Tôi đi cương vàng. Nó chảy áo. Rồi. Rồi cái áo màu gì? Nó là xanh. Cho đừng cho lem nguyên. Con cho lem không à. Lem gì không? Ừ, xấu rồi, đừng có lem ra ngoài, xấu. Xấu cho đẻ. Con Trang tập không lem được rồi nè cha. Ừ, gì đó. Đó, đừng có lem nó đẹp đó. Hình. Cho mình nhiều động lực cho mình quay luôn nhiều đó bạn coi nha, bye bye.